Tại tỉnh Quảng Bình, hai tàu thu mua hải sản vừa gặp nạn tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. Trong đó thì một tàu đã bị chìm do sóng lớn. Trước đó, cách đây 2 ngày, từ đêm ngày 5 tháng 12, hai tàu này bị mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ, cách đất liền khoảng 500 mét. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng với bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to, thời tiết xấu nên việc cứu hộ rất khó khăn. Tới chiều qua, lực lượng cứu hộ đưa được một tàu vào bờ an toàn, tàu còn lại bị chìm và gãy làm 3 khúc, ước tính thiệt hại là hơn 10 tỷ đồng. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dự báo hôm nay một số vùng biển phía Nam vẫn có gió mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Khánh Hòa cho tới Cà Mau, có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 tới 4 mét, biển động. Ngoài ra, cũng trong hôm nay, ở khu vực phía Nam của giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa rông. Dạ vâng ạ, dự báo từ đêm nay khi mà khối khí lạnh suy yếu thì sóng gió trên các vùng biển cũng sẽ giảm dần. Và khả năng là trong 10 ngày tới thì sẽ không có thêm đợt không khí lạnh nào tràn xuống. Bà con thì vẫn nên theo dõi các diễn biến thời tiết để có thể vươn khơi, đánh bắt lộc biển mùa cuối năm. Vâng, cảm ơn chị với những cảnh báo vừa rồi.